Xin chào các khán giả của Top 10 Kinh điển. Để đưa danh sách, tờ Gazette tên Review đã tính đến các yếu tố như trang bị vũ khí, ngân sách chi cho quốc phòng, tổng số binh lính, năng lực về công nghệ và hậu cần và cuối cùng là năng lực phòng thủ. Dưới đây là danh sách 10 quốc gia sở hữu lực lượng quân đội hùng mạnh nhất được xếp theo thứ tự từ thấp tới cao. 10. Israel. Israel luôn tập trung phát triển các biện pháp phòng thủ mới. Hầu hết máy bay cho không quân Israel được tài trợ từ phía Mỹ, trong khi đó, họ tự sản xuất được máy bay không người lái, vũ khí trang bị hiện đại. 9. Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được một mức độ nhạy bén về công nghệ và trang thiết bị quân sự. Quân đội nước này được trang bị 1.000 máy bay chiến đấu và gần 200 tàu chiến, trong đó chủ yếu là tàu ngầm dành cho các hoạt động ở Biển Đen. 8. Đức. Đức được coi là một trong những cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu, với ngân sách quốc phòng hàng năm trên 36 tỷ đô la. Quân đội Đức được trang bị những vũ khí tối tân. 7. Hàn Quốc. Với gần 2.500 xe tăng, 1.500 máy bay và 166 tàu chiến, quân đội Hàn Quốc được trang bị tốt cho bất kỳ hình thức tấn công nào của đối phương. Bên cạnh đó, lực lượng nhân sự thường xuyên được Mỹ và các đồng minh NATO hỗ trợ huấn luyện đào tạo. 6. Pháp. Pháp sở hữu lực lượng quân sự lớn thứ 2 trong khối EU, ngân sách chi cho quốc phòng lớn thứ 10 trên thế giới. Không quân Pháp được trang bị gần 1.300 máy bay chiến đấu. 5. Anh. Với ngân sách chi cho hoạt động quốc phòng khoảng 60 tỷ đô la mỗi năm, quân đội của Anh là một trong những quân đội được đầu tư nhiều nhất trên hành tinh này. 4. Ấn Độ. Ngân sách quốc phòng trên 53 tỷ đô la mỗi năm. Ấn Độ sở hữu một lực lượng không quân trên 2.000 máy bay chiến đấu, hải quân chỉ khoảng 300 tàu. Ấn Độ cũng là nước đóng góp lớn nhất cho các nhiệm vụ bảo vệ hòa bình. 3. Trung Quốc. Không có gì ngạc nhiên khi quân đội Trung Quốc xuất hiện trong danh sách này. Quân đội này được trang bị gần 3.000 máy bay và 700 tàu chiến. 2. Nga. Nga luôn duy trì lực lượng quân đội lớn thứ 2 trên thế giới trong nhiều năm. Nga ưu tiên cao vào việc phát triển vũ khí và trang bị hiện đại, với sức mạnh khoảng 2 triệu quân và 350 tàu chiến. 4. Đứng đầu danh sách các quân đội hùng mạnh nhất là Mỹ. Mỹ có khoảng 2,5 triệu binh lính đang hoạt động và dự bị, với sức mạnh chiến đấu của gần 14.000 máy bay và 415 tàu chiến. Ngân sách quốc phòng khoảng 581 tỷ đô la. Giống như nhiều quốc gia trong danh sách này, Bộ Quốc phòng Mỹ luôn ưu tiên phát triển hệ thống phòng thủ hiện đại và đào tạo binh lính chất lượng cao. 5. Đây là danh sách 10 quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới. Hãy để lại ý kiến của bạn phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.